Hương Giang tuyên bố không giải thích sau khi loại thẳng tay hai thành viên đội Hà Hồ. Netizen bức xúc, tung full clip đi. Loại thẳng tay hai thành viên team Hồ Ngọc Hà ở tập 4 Sentimental, Hương Giang tuyên bố sẽ không giải thích bất cứ điều gì vì dám chơi, dám chịu. Tập 4 chương trình Sentimental phát sóng vào tối qua ngày 1 tháng 9 đang là đề tài bàn tán sôi nổi trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Ngoài sự kịch tính vốn có, tập tối qua còn để lại dấu ấn bởi màn combat cực dữ dội giữa hai huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà và Hương Giang. Giành chiến thắng, thử thách tạo dáng yoga, team Hương Giang được vào vòng an toàn và nhận quyền loại thí sinh các đội còn lại. Đội Hồ Ngọc Hà sau đó đã bị Hương Giang xóa sổ hai thành viên tiềm năng là Hoàng Yến và Thanh Tuyền. Trước kết quả này, Hồ Ngọc Hà tỏ ra bức xúc vì cho rằng Hương Giang quá thiếu công tâm khi thẳng tay loại đi hai thí sinh của đội mình. Trong tập 4, Hương Giang nêu lý do loại thí sinh của Hà Hồ so với các bạn trong vòng loại, Tuyền có ít tiềm năng hơn. Ngay lập tức, nữ hoàng giải trí gay gắt đáp trả, vậy chắc đội của em thì có. Em nói là phải công tâm, nhưng em sợ đội em không an toàn, em phải chọn đội của Khuê, quá nhiều bạn còn có nhiều khuyết điểm. Lần đầu tiên thấy Hà Hồ nóng giận lên tiếng lớn tại trường quay, các thí sinh và huấn luyện viên khác đều bất ngờ. Vì quá bức xúc với kết quả, thậm chí Hà Hồ còn yêu cầu team của mình đứng lên đi về ngay giữa set quay. Điều này khiến Hương Giang phải đóng băng hoàn toàn, không thể phản pháo thêm điều gì. Sau tập 4, nhiều người cho rằng mối quan hệ giữa Hồ Ngọc Hà và Hương Giang bắt đầu rạn nứt. Có thông tin cho rằng đoạn combat giữa Hà Hồ và Hương Giang thậm chí còn dài, gay gắt hơn rất nhiều. Tuy nhiên khi phát sóng đã bị cắt xén. Mới đây, Hương Giang vừa có bài đăng trên trang cá nhân chia sẻ về drama với Hà Hồ trong tập 4. Cô nàng nói, dám chơi game hết tay thì dám chịu thôi, không có gì phải giải thích nhiều, đã tuyên bố game on ngay tập 2 rồi mà. Bên cạnh đó, khi bị khán giả yêu cầu tung full clip tranh cãi với Hà Hồ, Hương Giang cũng lên tiếng khẳng định không hề có bản full clip đôi co nào với đàn chị trong tập 4 cả. Chị không phải người cắt, cũng không có bản full gì hết. Bản phát sóng được duyệt bởi tất cả các bên liên quan cùng với bản kiểm duyệt rồi mới phát, chứ có phải thích phát gì là phát đâu. Em đòi chị lấy đâu ra, Hương Giang giải thích. Hiện tại, theo dõi phản ứng của cư dân mạng, phần lớn đều đứng về phía Hồ Ngọc Hà vì cho rằng Hương Giang chơi game quá thâm. Bởi lẽ cô đã đi ngược lại với tiêu chí chương trình khi cố ý giữ đội yếu an toàn. Trong khi đó, các nhân tố mạnh của các đội còn lại đều bị loại thẳng tay không thương tiếc. Về phía Hồ Ngọc Hà, lâu nay cô vẫn giữ nguyên quan điểm không tham gia vào các tranh cãi cá nhân trên sóng truyền hình. Tuy nhiên, trước cách chơi thiếu công tâm của Hương Giang tối qua, Hồ Ngọc Hà buộc phải nhe nanh để bảo vệ học trò của mình.